Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Kính thưa quý vị, cơn bão dông kèm với gió mạnh chiều ngày 6 tháng 9 trước ngày bão số 3 đổ bộ đã khiến cho nhiều cây xanh gãy cành trên các đường phố Hà Nội. Trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, cây phượng bất ngờ bật gốc đã khiến chị LTT, 41 tuổi, xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa gặp nạn tử vong. Tại quê nhà Thanh Hóa, không khí tang thương bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ của chị LTT. Đã mấy ngày trôi qua, nhưng người thân vẫn thẫn thờ, chưa thể tin và chấp nhận sự thật này. Chứng kiến người chồng gào khóc nức nở, ba đứa con thơ ngơ ngác trước sự ra đi vĩnh viễn của mẹ. Bà con chòm xóm không cầm được nước mắt xót thương. Nhắc đến người vợ quá cố, anh Hoàng Sĩ Linh, 42 tuổi, nấc lên nghẹn ngào, kể về những năm hai vợ chồng lăn lộn miệt mài cùng nhau lao động, dồn hết những năm tuổi trẻ vào việc kiếm tiền nuôi con, vun đắp tổ ấm, tưởng dấn thêm ít năm nữa là có thể cho phép mình hưởng quả ngọt. Vậy mà cây phượng bật gốc oan nghiệt kia đã cắt đứt tất cả. Chị Tê ra đi khi chưa được hưởng một ngày thảnh thơi. Anh Linh kể, sau khi sinh hạ được ba người con, vợ chồng anh luân phiên nhau qua Hàn Quốc làm việc theo diện xuất khẩu lao động. Ở xứ người, họ mưu sinh bằng nghề trồng rau trên đảo. Cách đây không lâu, hai vợ chồng về quê để chăm con cũng như giải quyết vài công việc. Sáng sớm ngày 6 tháng 9, chị T đón xe khách ra Hà Nội để làm visa quay lại Hàn Quốc. Anh nhớ lại, làm xong visa, vợ anh gọi điện về thông báo đang ra bến xe để về quê. Lúc này Hà Nội đang mưa to gió lớn, anh dặn vợ nếu mưa lớn quá thì hãy ở lại, chờ tạnh ráo rồi về. Không ngờ, lời nói đó chính là lời cuối cùng anh nói với người phụ nữ của đời mình. Hôm đó chị T quyết về quê nên nhờ em trai chồng chở bằng xe máy ra bến xe Giáp Bát Hà Nội. Trong cơn mưa nặng hạt, đến đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai thì bị một cây phượng bật gốc đè trúng. Chị bất hạnh qua đời, còn người em chồng bị thương nặng. Nhận tin vợ và em trai gặp nạn, anh Linh hy vọng đây chỉ là sự nhầm lẫn. Những tiếng tút dài vọng ra khi anh cố gọi điện cho vợ khiến nỗi khắc khoải sợ hãi càng lớn. Người chồng vội bắt xe ra Hà Nội và tuyệt vọng biết vợ không còn. Anh nghẹn ngào kể, anh cứ nghĩ ở hiền thì gặp lành, trời sẽ thương. Nhưng sao số phận vợ anh hẩm hiu quá, ba đứa nhỏ đêm nào cũng khóc, cứ thút thít đòi mẹ. Thương xót một tổ ấm từ nay đã không còn toàn vẹn với ba đứa trẻ mồ côi và người đàn ông quá vợ. Người thân bạn bè hàng xóm vừa than thở về số phận hẩm hiu của chị T, vừa tha thiết mong rằng sau việc tử vong đột ngột oan ức ấy, các đơn vị chức năng sẽ quản lý hiệu quả hơn về an toàn cây xanh đô thị, kiểm tra xử lý kịp thời các cây có nguy cơ gãy đổ, nhất là vào mùa mưa bão. Được biết, ngay trong sáng ngày 7 tháng 9, sau khi nhận thông tin đau lòng, ông Nguyễn Xuân Linh, bí thư quận ủy Hoàng Mai đã đến thăm hỏi, động viên nạn nhân trong vụ tai nạn do cây đổ xảy ra trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt do ảnh hưởng của bão số 3. Tại buổi thăm, ông Nguyễn Xuân Linh đã chia sẻ, động viên gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, đồng thời trao quà hỗ trợ quận ủy, hội đồng nhân dân, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội quận cho gia đình nạn nhân. Việc vô số cây lớn ở Hà Nội và nhiều địa phương khác bị gãy đổ bật gốc, có cây đè bẹp cả ô tô trong cơn bão số 3 vừa qua, càng cho thấy vấn đề này cần được quan tâm đến thế nào. Nếu không được kiểm tra cẩn thận và xử lý an toàn, mỗi gốc cây vốn là người bạn chở che, tạo bóng mát và làm không khí trong lành cho con người, có thể trở thành tai họa, thậm chí thành thần chết. Bên cạnh đó, mỗi người dân đi đường đều phải là vệ sĩ hiệu quả nhất cho chính mình khi ghi nhớ những nguyên tắc an toàn như cập nhật thông tin để nắm bắt các diễn biến cực đoan của thời tiết. Nếu phải ra đường trong mưa lớn hay gió bão, phải chú ý cảnh giác với những hàng cây to, nhiều nhánh lớn vươn dài, những biển báo mái tôn cột điện vì chúng có thể bị gió mạnh giật đổ xuống đường gây tai nạn. Nếu không phải tình huống bất khả kháng, tốt nhất đừng ra đường trong thời tiết cực đoan bởi nhiều khi nhanh một chút, chậm cả đời. Có thể nói tại thủ đô Hà Nội, việc nhiều cây xanh gãy đổ trong cơn bão số 3 không chỉ gây ra thiệt hại về người, mà còn làm một số phương tiện giao thông, cơ sở hạ tầng bị hư hại. Theo báo cáo mới nhất, tính đến tối mùng 8 tháng 9, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 25.156 cây xanh và cành gãy, trong đó cây đổ là 24.807 cây, tập trung nhiều ở các địa bàn Hoàng Mai, Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Nam Từ Liêm. Tại huyện Thạch Thất, sạt lở 150m2 đất tại xã Yên Bình, Thạch Thất, huyện Chương Mỹ, sạt lở 5m đê Bùi Hai, ngập 300m đường giao thông nội đồng, 2.740m đường giao thông nông thôn, 33 hộ, 5 xóm, 1 nhà văn hóa, 2 di tích bị ngập,
1.400 trại bị sập đổ, 10.388 mái tôn bị tốc hỏng, 115 cột điện bị gãy đổ. Huyện Quốc Ai sạt lở 6 mét tại điếm canh đê, 2 cột điện bị đổ, 10 mái tôn bị tốc mái, 20 mét đường giao thông bị sạt lở. Huyện Ba Vì sạt lở 10 mét mái đê Hữu Hồng, xuất hiện hiện tượng sụt lún cơ kè tại đê Hữu Hồng tại xã Cổ Đô, đổ gãy 13 cột điện, sập đổ một nhà bếp, 7 hộ bị ngập tại xã Thuần Mỹ đã được di rời an toàn, 8 thuyền đánh cá bị chìm ở xã Cổ Đô và Chu Minh, 2030 gia cầm bị chết. Về sự cố điện mưa bão tối mùng 7 tháng 9 khiến một số địa phương trên địa bàn thành phố bị mất điện diện rộng như lưới điện 110 kV có 12 tuyến đường dây bị nhảy sự cố, chỉ mất điện ở trạm biến áp 110 kV Xuân Mai xử lý ngay trong đêm. Rạng sáng mùng 8 tháng 9, lưới điện trung áp khu vực nội thành gần như không mất điện, trong đó có 23 đường dây, 5 trạm bị sự cố đã được cấp điện lại ngay. Khu vực ngoại thành với 248 đường dây trung áp và 4 trạm biến áp bị sự cố, 38 cột gãy đổ gây mất điện diện rộng, tập trung ở các huyện Thanh Oai, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Trì. Về tình hình ngập úng, khu vực nội thành do mưa lớn tập trung đã xuất hiện khoảng 20 điểm ngập úng khu vực đô thị lúc 0 giờ ngày 8 tháng 9. Đến sáng cùng ngày đã không còn tình trạng úng ngập. Khu vực ngoại thành theo báo cáo của các quận huyện, tính đến thời điểm hiện tại mưa lớn làm cho 593,6 ha diện tích lúa, 231,8 ha rau màu bị ngập, 14.969,7 ha lúa và 973,4 ha rau màu bị đổ, 126,3 ha cây ăn quả bị ảnh hưởng. Thành phố Hà Nội đang huy động lực lượng ứng trực vào cuộc khắc phục hậu quả trên mọi lĩnh vực. Tối ngày 8 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã ký ban hành công điện số 12 về việc tập trung khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão số 3 và chủ động phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới. Theo đó, yêu cầu các cấp, các ngành liên quan vào cuộc quyết liệt khắc phục ngay sự cố do mưa bão gây ra. Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện chăm sóc điều trị tốt nhất đối với các trường hợp người bị thương do ảnh hưởng của bão đang nằm điều trị tại các bệnh viện, hướng dẫn đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai phương án tiêu độc khử trùng, phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe của nhân dân. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho người dân có người bị mất và bị thương xảy ra trước, trong và sau bão. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc đảm bảo điều kiện an toàn tuyệt đối cho học sinh quay lại trường học, phù hợp với chương trình học tập theo khung năm học 2024-2025, đảm bảo đúng quy định. Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng, Ủy ban Nhân dân cấp xã phối hợp với các đơn vị quản lý, duy trì cây xanh, tập trung toàn bộ nhân lực, trang thiết bị khẩn trương triển khai ngay giải tỏa cây đổ, cành gãy, xử lý thu dọn cây đổ, cành gãy, dừng lại cây trồng, thay thế và dọn vệ sinh, đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch sinh hoạt phục vụ người dân. Giám đốc Sở Công Thương đảm bảo dự trữ hàng hóa, phục vụ cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân, giữ ổn định cung cầu giá cả hàng hóa các mặt hàng thiết yếu, phối hợp với Tổng Giám đốc Công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các địa phương, chỉ đạo kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Bão số 3 đổ bộ đã gây nhiều thiệt hại lớn về người và của. Theo thống kê về tình hình thiệt hại do cơn bão này trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đến hiện tại có 2 người tử vong do bị tường bếp đổ, 18 người bị thương do vỡ kính mái tôn. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường, tuyến phố bị gãy đổ cây xanh, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, biển báo, đường dây thông tin bị ngập nước gây ách tắc nghiêm trọng, hoạt động giao thông bị đình trệ, gián đoạn. Tại hầu hết các khu vực bị cắt điện để đảm bảo an toàn hoặc do sự cố đường dây, nhiều nhà dân, trụ sở cơ quan, cơ sở doanh nghiệp, kho tàng, xưởng sản xuất, trang trại chăn nuôi hư hại, tốc mái, cột điện bị gãy đổ, nhiều diện tích lúa, rau màu, cây ăn quả, cây cảnh bị gãy đổ, hư hại. Thống kê sơ bộ về tình hình thiệt hại đến thời điểm 12 giờ ngày 8 tháng 9, thành phố Hải Dương hư hỏng 528 nhà dân, 128 trường học, 13 cơ sở y tế, 104 trụ sở làm việc, 3 trạm điện thoại, 210 trang trại, 367 cột điện, cột chiếu sáng N3, trạm thu phát sóng, 807 biển báo giao thông, gãy đổ 6.059 cây xanh, hư hại 16.735 ha lúa và hoa màu, 1.200 cây ăn quả, 48 ha diện tích nuôi thủy sản. Về công tác khắc phục sự cố, đối với sự cố tàu Minh Anh 01,
12 thuyền viên bị mất khả năng điều động, trôi dạt tại khu vực neo vịnh Lan Hạ đã được Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ neo đậu đảm bảo an toàn về người và tài sản. Về sự cố lưới điện gây mất điện trên diện rộng, hiện đã có 3 trên 5 trạm 220 kV, 35 trạm 110 kV đã khắc phục. Đến 6 giờ sáng nay đã có 160.000 trên 793.000 khách hàng được sử dụng điện. Hiện các lực lượng đang phối hợp cố gắng khắc phục số còn lại trong ngày 9 tháng 9 năm 2024, trong đó ưu tiên tập trung khắc phục điện cho các cơ sở y tế, khu công nghiệp, trường học, các trạm cung cấp nước sạch để phục vụ sản xuất và nhu cầu của người dân, hoàn thành trong ngày 8 tháng 9. Riêng đối với huyện đảo Cát Hải, việc khôi phục hệ thống lưới điện gặp khó khăn hơn do phụ thuộc vào việc khắc phục sự cố, đứt đường truyền tải trên khu vực biển. Hiện nay các lực lượng trên địa bàn thành phố đang huy động tổng lực thực hiện thu gom rác thải, phục hồi cây xanh bị gãy đổ tại các tuyến đường giao thông để đảm bảo giao thông thông suốt, đặc biệt là các tuyến đường giao thông giữa các địa phương hoàn thành trong ngày 9 tháng 9. Đối với sự cố về hệ thống viễn thông, hiện nay Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cùng các lực lượng hiệp đồng phối hợp đồng bộ việc thu dọn cây gãy đổ, rác thải để các nhà mạng phục hồi hệ thống viễn thông trong thời gian sớm nhất, dự kiến hoàn thành ngày 9 tháng 9. Tuy nhiên riêng với khu vực huyện đảo Cát Hải, do địa hình đồi núi xa đất liền nên việc khắc phục sẽ khó khăn và mất nhiều thời gian hơn. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong video tiếp theo. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.